Hola, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Conny DIY và mình là Mẹ ở đây. Hôm nay tiếp tục móc một mẫu hoa tuyết khác nhé. Như thường lệ thì cái hoa tuyết nhỏ này mình đang sử dụng sợi polyester cỡ 0.8mm và kim móc 1mm. Các bạn móc chặt tay một chút xíu thì nó sẽ có cái form cứng như thế này. Và cái hoa tuyết mà lớn hơn ở bên đây thì mình đang sử dụng sợi polyester cỡ 2.0 cùng kim móc 2.5mm. Cái hoa tuyết lớn này mình móc hơi lỏng tay một chút xíu nên là nó sẽ có cái form mềm hơn một chút. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Let's go! Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Sau đó các bạn móc lên một bính và móc vào cái vòng tròn này 8 mũi đơn. Mình sẽ đánh dấu lại mũi đơn đầu tiên ha. Bạn tiếp tục móc nè, 8 mũi đơn vào cái vòng tròn ma thuật này. Khi trên vòng tròn ma thuật có 8 mũi đơn thì các bạn sẽ rút sợi dây để kéo nhỏ cái vòng tròn lại. Và mình sẽ kéo cho nó nhỏ lại thôi ha, mình không kéo khít lại đâu. Sau đó các bạn trượt mũi đóng hàng tại hai cái tép dây mà mình đã đánh dấu. Hàng số 2, các bạn sẽ móc lên cho mình 3 bính. Sau đó đi một mũi kép đôi vào chính cái chân mũi mà bạn vừa mới kéo bính lên ở đây. Thì ba cái bính ban đầu nó sẽ đại diện cho một cái trụ kép đôi. Sau khi đi mũi kép đôi xong thì các bạn sẽ đánh dấu ở hai cái vòng dây đây. Đây chính là cái vị trí mà các bạn sẽ trượt mũi đóng hàng số 2 lại. Các bạn móc lên 3 bính. Tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi kép đôi giảm. Cái mũi này á thì nó sẽ có hai cái trụ kép đôi và hai cái tép dây ở trên đầu. Mình tính nó như là một mũi kép đôi, tuy nhiên thì nó có hai cái trụ ha. Các bạn thấy ở đây nè. Sau đó các bạn móc lên 3 bính. Một cụm mũi của mình sẽ bao gồm là một cái mũi kép đôi giảm và 3 bính. Từ đây trở đi thì các bạn sẽ lặp lại cái cụm này thêm 6 lần nữa. Tới cuối hàng số 2 thì các bạn sẽ trượt mũi đóng hàng tại vị trí mà ban đầu mình đã đánh dấu ở đây. Tiếp theo hàng số 3, các bạn sẽ trượt giúp mình 2 mũi để dời cái mũi dây sang cái khoảng trống 3 bính ở đây nè. Bạn dời 2 mũi ha. Từ đây thì các bạn sẽ móc lên cho mình 4 bính. Tiếp theo, mình sẽ đi một mũi kép đôi vào hai cái tép dây của cái kép đôi hàng dưới. Vị trí này, mình đi một mũi kép đôi vào đây. Sau đó các bạn móc lên 4 bính. Rồi, mình lùi lại 3 bính, xỏ kim qua bính thứ tư để đi một mũi trượt. Tiếp tục 4 bính và một mũi trượt vào vị trí vừa rồi, thêm 3 bính, một mũi trượt. Các bạn móc tiếp 4 bính. Sau 4 bính đó mình sẽ đi một mũi đơn vào cái lỗ trống 3 bính của hàng dưới ở đây.
Sau đây thì mình sẽ lặp lại các cái thao tác vừa rồi ha. 4 bính nè. 1 kép đôi. 4 bính. Lùi 3 bính, 1 mũi trượt. Sau đó đi 4 bính. 1 mũi trượt. 3 bính. Và tiếp tục là 1 mũi trượt. 4 bính. Và 1 mũi đơn. Thì như các bạn thấy á, một cái cụm mũi của mình nó sẽ tạo ra một cái cánh của cái hoa tuyết nè. Nó sẽ bao gồm là 4 mũi bính ha, 1 mũi kép đôi. 4 bính, lùi 3 mũi và đi 1 mũi trượt. Sau đó 4 bính, 1 mũi trượt. 3 bính, 1 mũi trượt. 4 bính và 1 mũi đơn. Từ đây trở đi thì các bạn sẽ lặp lại cái cụm này thêm 6 lần nữa để tạo ra 6 cánh hoa còn lại cho cái hoa tuyết. Và mình hẹn gặp lại các bạn ở cánh hoa cuối cùng nhé. Tới đây là mình xong cánh hoa cuối cùng của hàng số 3 rồi nè. Các bạn sẽ trượt một mũi vào cái tép sau của cái mũi trượt hàng dưới á, chính là cái tép này ha. Các bạn trượt vào đây một mũi. Sau đó rút dài dây ra, xỏ kim từ sau ra trước tại cái chân mũi đó luôn, chỗ này nè. Sau đó các bạn móc cái sợi dây này quay ngược ra đằng sau. Chỗ này các bạn kéo dài dây ra và cắt sợi. Các bạn thấy ở trên cái sản phẩm của mình hiện tại nó đang có một sợi dây lúc bắt đầu và lúc kết thúc nè. Bây giờ mình sẽ móc cho cái sợi dây kết thúc á, nó di chuyển theo cái trụ kép ở đây và đi đến gần với lại cái sợi dây lúc bắt đầu. Sau khi hai cái sợi dây này nó gặp nhau thì chúng ta sẽ thắt nút để cho sản phẩm của mình nó chắc chắn và không bị tuột ra ha. Như vậy là mình vừa hoàn thành thêm một cái mẫu hoa tuyết khác. Trong danh sách phát của mình đang hiển thị ở trên màn hình đây vẫn còn nhiều mẫu nữa. Mời các bạn theo dõi và đón xem thêm nhé. Mình rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ Connie DIY. Đừng quên bấm một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình ra thêm nhiều cái video khác nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Bye bye!